Khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát chẳng trụ vào tánh thâm sâu của sắc, cũng không trụ đây là tánh thâm sâu của sắc, đây gọi là học tánh thâm sâu của sắc, chẳng trụ vào tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, cũng không trụ đây là tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, đây gọi là